Chào em. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu cho mình nào. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan ạ. Em chào chú Quyền Linh ạ. Xin chào. Em chào đằng trai nhà bên kia và em xin chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Võ Thị Hiên ạ. Em sinh năm 1990. Em hiện tại là nhân viên y tế, làm chuyên môn bên kỹ thuật viên xét nghiệm. Em hiện tại đang sống ở Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Quê em là ở Đắk Lắk ạ. Rồi, mời em trai. Dạ em chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên là Bi Họ Trần, đến từ Nghệ An. Bi hả? Dạ. Họ Bi. Trần dạ. Là Trần Bi. Dạ. Bi y dài hay ngắn? Dài. Y dài hả? Ồ. Tên lạ nha. Thì bố mẹ con đặt cho con chứ con không có đặt. À. Dạ. Bi cũng sinh năm 90 luôn. Dạ. Con đang ở Bình Dương ạ. Bình Dương. Là ở huyện ở Bến Cát. Bến Cát. Bình Dương tới Đồng Nai Biên Hòa cũng gần ha. Bi làm công việc gì Bi? Dạ con chăn nuôi ạ. Chăn nuôi. Dạ. Chăn nuôi gì? Con nuôi heo. Nhiều không? Có 101 rồi. 101 con hả? Dạ. Trời, cái trang trại nuôi heo rồi. Con mới nuôi à? Mới nuôi hả? Vậy là giỏi đó nha, có mình Bi nuôi hả? Dạ, có các bà chị nữa nhưng bà chị nữa riêng. Nhưng Bi là nuôi chính đúng không? Dạ. Trang trại nuôi heo đó là có kênh phân phối chưa? Dạ chưa. Rồi đem qua đây tôi phân phối cho. À. Tôi là chuyên phân phối thực phẩm nha. Tôi là chuyên phân phối thực phẩm nha. Bây giờ nhà gái cho chị Lan biết là em có ưu điểm và nhược điểm như thế nào? Dạ, ưu điểm của em là tính em hiền ạ, cũng vui vẻ, hòa đồng ạ, không có chơi bời. Em thì cũng thích nấu những món ăn cho gia đình, tuy không được ngon nhưng mà em vẫn thích nấu những món ăn vặt như chè hoặc là làm nộm ạ. Còn nhược điểm của em là tính tình của em đôi lúc hơi nóng nảy ạ, và cũng ít nói ạ. Chị thấy em không có cái lý do gì nóng nảy luôn. Nhìn cái giao diện của em nó không có chút nào gọi là nóng nảy luôn á. Em trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là siêng năng, chịu khó và thích tự lập. Vậy là cũng giỏi đó. Rồi có những cái khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì nhiều. Khuyết điểm gì? Hay quên. Hay quên. Hơi cọc cằn xíu. Bên đây tôi cũng thấy lý do gì cọc hết trời. Cái tình em nhiều khi nóng lên thì mới hơi cọc. Cọc có quýnh heo không? Có chứ, heo phải quýnh chứ, không sao nó chạy. Có quýnh nó nữa hả? Dạ. Tội nghiệp vậy. Nóng lên rồi không quýnh ai, quýnh heo hả? Dạ. Rồi, bởi vì làm có một mình. Có một mình luôn. Dạ. Rồi bây giờ nè, nhà gái là tình trường sao nè, nói cho chị Lan nghe nè. Dạ, em thì trải qua hai mối tình ạ. Và mối tình đầu tiên thì khoảng tầm 6 tháng. Mối tình thứ hai thì khoảng tầm gần 1 năm. Qua tìm hiểu thì cảm thấy hai bên không có hợp nhau nên dừng lại ạ. Mối tình thứ hai thì cách đây khoảng tầm gần 4 năm rồi ạ. Từ đó đến giờ là em cũng lo làm ăn, tập trung vào công việc nên em không có yêu ai, quen ai nữa ạ. Một mối 6 tháng, một mối 1 năm cũng không có cái gì gọi là đậm đà lắm không? Đậm đà. Sâu sắc luôn không? Có gì sâu sắc hết á. Em trai, mấy mối rồi? Dạ em thì cũng có một mối. Một mối hả? Dạ. Lâu không? Được 1 năm. Người đang yêu sao mà bỏ? Thì cảm giác như không hợp với nhau ấy, rồi hai bên là mọi người mọi nơi. Không lo cho heo không mà. Không lo cho heo không mà. Không, heo thì con mới ra. Mới ra hả? Dạ, mới ra ngoài nuôi. Mới nuôi đây thôi. Còn trước làm cơ khí. Hồi đó làm cơ khí còn có dành thời gian cho người yêu. Bây giờ có người yêu rồi lo 110 con heo vậy có thời gian lo cho người yêu không? Chỉ cần em có lý do. Chỉ cần em có lý do. Trời ơi. À được. Bởi vì cái... Em chào chị. Chào em. Dạ. Ngon lành, chỉ cần em có lý do. Bởi vì cái nghề nuôi heo cũng ít thời gian à. Vất vả lắm á. Vất vả nhưng mà thời gian nó rảnh. Rảnh hả? Dạ. Ngày làm có tầm 4 tiếng rưỡi, 5 tiếng rồi xong rồi. Trời, ta 110 con heo được, không lẽ chăm một người yêu không được? Chắc vậy quá. Chắc vậy quá. Rồi giờ sao? Mong muốn có người yêu như thế nào? Nói chị Lan nghe coi. Cao trên 1m55 rồi chị. Rồi gì nữa? Bên kia da, cho. Da đừng có trắng quá. Đen cho em được rồi. Sao vậy? Lẽ ra mình phải kiếm da trắng để mình đẻ con cho nó trung hòa lại chứ. Không, về mới hợp với màu da em, mới hợp phong thủy. Lần đầu tiên tôi thấy thằng ông mà kiếm người yêu nước da đen á. Dạ. Trời ơi. Đen bằng em. Không đủ tiêu chuẩn rồi. Bên kia người ta trắng tươi. Anh nói có cá tính xíu. Bây giờ quen cô bên kia là cậu lấy máu bất kỳ lúc nào đó. Cậu lấy máu bất kỳ lúc nào đó. Quýnh cổ đi. Sợ không?
cái đó thì sợ thì không không có sợ thôi. Bởi vì em lấy máu heo thường xuyên. Trời ơi chào em gái. Dạ. Dễ thương ha. Ông bên kia cũng hiền khô, cũng hài hước lắm. Thà cũng hài hước gì đâu. Bây giờ tiêu chuẩn mình một mẫu hình lý tưởng như thế nào nè? Mẫu bạn trai thì là chân thành ạ. Đừng gia trưởng, cũng đừng hút thuốc, mà khi mà nhậu thì biết điểm dừng ạ. Mẫu người của gia đình, biết yêu thương và lo lắng cho vợ con ạ. Đừng chơi bời quá, cũng đừng phá quá ạ. Bây giờ em nghe coi ông kia có chơi bời nổi không? Ông lo một trăm mấy chục con heo rồi chơi đâu ra nữa. Dạ. Để hỏi coi có hút thuốc hay không nha. Dạ. Có hút thuốc không? Có chị ơi. Chết. Nhưng mà bỏ rồi. Bỏ chưa? Bỏ được gần nửa năm rồi. Bỏ nửa năm rồi đúng không? Dạ. Rồi bên đây bỏ nửa năm rồi, ngon lành. Mình đi với ai vậy em gái? Dạ em đi cùng với cậu và hai dì ạ. Chào nhà gái. Xin ý kiến gia đình các anh. Xin chào anh Quỳnh Linh, anh chào cô Ngọc Lan, cùng chào quý vị khán giả trong trường quay cũng như quý vị khán giả truyền hình. Cũng là rất vinh dự là được cho bắt tay, xin bắt tay anh Quỳnh Linh cái lần đầu tiên tới rất ngưỡng mộ anh. Dạ. Dạ. Cảm ơn cậu nhiều. Chứ lần nào được có như tầm tay anh cả. Dạ. Lần này gặp tiếp thì cũng là nói chung là rất cảm ơn anh nhân được. Thì cũng là mong là coi như là các hai chị là mát tay coi như là xe duyên các cháu, nhưng bản thân và gia đình của tôi thấy là coi như hai cháu là cũng là coi như là bản thân cảm thấy là cũng được rồi đó. Hợp đúng rồi cậu ha. Coi như là hai cháu coi như là để cho nhau một cơ hội. Nhưng mà cậu thấy dạ. Chàng rể tương lai này nè. Đấy cũng được. Thấy sao? Cũng cảm thấy là được rồi. Thấy được rồi đúng không? Và nói chung là coi như là chắc chắn khỏe mạnh. Cũng mong hai cháu là coi như là cho nhau cơ hội. Cũng xin cảm ơn coi như là chương trình đã có cho tạo điều kiện để cho các cháu gặp nhau. Rồi, cảm ơn dạ, cậu. Cảm ơn cậu. Rồi, nhà trai đi với ai cưng? Dạ, con đi mình. Đi mình hả? Dạ. Có chú Linh lo. Đừng lo. Lo dạ. Chuẩn bị. Mở rào. Ráng lên bị nha. Nào. Bi Trần. Giống như Bi Trần vậy đó. Cảm ơn quà. Em cảm ơn quà muốn tặng anh ạ. Phía trong này là một cuốn sách. Chứ khi mà anh đọc được cuốn sách này là em mong là anh sẽ nhớ đến em ạ. Còn trong này em mời. Bi tặng gì vậy? Con heo anh ơi. Trời. Đây là con heo này là giống như biểu tượng là tròn đầy và viên mãn và hạnh phúc. Dạ. Giống như công việc của anh hiện tại luôn. Dạ em cảm ơn. Dạ. Dễ thương quá. Đây chị Lan cầm. Bây giờ mới quen tặng heo đất thôi, vài bữa quen lâu lâu tặng heo thiệt. Được không Bi? Dạ được. Được đúng không? Nó trăm mấy chục con được mà. Rồi bây giờ nè, Bi Trần nhìn em gái coi thấy sao? Ngoài sự mong đợi vậy. Ngoài sự mong đợi vậy. Ngoài sự mong đợi luôn hả? Sao nãy nó không thích da trắng? Thì da trắng quá thì ngoài sự mong đợi chị ơi. Đúng không? Dẻo miệng dễ sợ. Em thấy anh là một người cũng chững chạc ạ. Cũng quy tính. Bình thường anh nhát lắm. Dạ. Nhất là nhát gái vậy. Dạ. Nhát gái sao rồi hẹn hò tao về Đồng Nai đó. Hỏi coi ở đâu hẹn hò mấy lần ngày. Em có ở gần Long Thành không? Dạ không ạ. Em ở Biên Hòa là ở chỗ Long Bình ạ, phường Long Bình ạ. Chắc thì đi cũng tầm một tiếng hơn dạ. Tiếng. Dạ. Nhưng mà công việc của em làm giờ hành chính hay là ta đi ca? Công việc của em là làm giờ hành chính và thỉnh thoảng có trực đêm ạ. Nếu mà rảnh mình hẹn hò là vô thương mấy thế mày? Các ngày buổi tối trong tuần em đều rảnh ạ. Giống nhau đó, nguyên là anh có lý do thì là anh lên à. Nếu như anh mà có lên thì anh báo trước thì em để sắp xếp ạ. Có tình cờ mà lên là mới vui chứ. À dạ cũng được ạ. cũng biết tạo bất ngờ quá ha. Tầm nào thì mình có thể tiến tới hôn nhân em? Nếu mà tìm hiểu tính cách thì hợp nhau á thì khoảng tầm trong năm nay cũng được, mà không thì sang năm cũng được không sao ạ. Theo anh nghĩ là sang năm là hợp lý nhá. Dạ. Bởi vì cuộc sống hiện tại của anh kinh tế là mới ra làm là còn hơi khó một xíu. Dạ. Lý do sao mà tự nhiên em đi nuôi heo vậy Bi Trần? Em thấy cái cuộc sống đi làm thuê nó vất vả quá, nắng nôi này nọ, với lại trước em đi làm cơ khí ấy. Mệt. Nên là em đổi công việc, muốn đổi đi. Hay là nuôi heo là để dành dụm để mua nhà, mua đất để lấy vợ đúng không? Đó là mới định hướng vậy thôi anh ơi. Định hướng hả? Dạ. Bây nuôi bầy heo khoảng mấy tháng thì bắt đầu thu hoạch? Nhanh lắm thì 4 tháng. 4 tháng? 4 tháng thì có thể bán được rồi, mà muốn đây lớn thì 5 tháng. Đó, kế hoạch định hướng rất rõ ràng. Dạ. Anh hiện tại là chăn nuôi heo được lâu chưa ạ? Cuối năm vừa rồi. Cuối năm nay à? Vậy cũng sắp thu hoạch rồi đúng không? Không, em làm lứa rồi, sang lứa thứ 2 được gần 2 tháng rồi. À, lứa thứ 2 rồi hả? Dạ.
Vậy là có vốn rồi, dư rồi. Quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào nói cho nhau nghe đi. À, nếu như mà em với anh mà có quen nhau thì khoảng tầm là một tuần mình gặp nhau bao nhiêu lần ạ? 6 lần được nghe. 6 lần được nghe. Được ạ. Nguyên là anh đưa đưa. Tớ có tiền đội sang là anh đi à. Rồi bây giờ Bi, Bi bước tới nắm tay bạn gái coi. Đứng lên thể bước hiện tới. Tài năng à. Tài em run quá. Nắm hai tay bạn gái coi. Nhìn thẳng vô mắt bạn gái coi nè. Trời ơi, mình nắm nó tình cảm vô coi Bi. Em hãy cho anh cơ hội để làm quen và tìm hiểu sâu hơn. Thấy miệng em cười sao? Mắt em sao? Đốn tim mất anh. Đốn tim mất anh. Đốn tim cái gì thì nói với ta em đi. Tay anh hơi lạnh nhá. Tay hơi lạnh nhá. Bi nói một câu gì đó rút ruột rút gan. Nãy giờ Bi nói chuyện với cô gái đó, Bi thấy trong lòng mình thế nào? Thôi cho mình cơ hội bấm nút nha em. Về vị trí ngồi đi các bạn. Nãy giờ chúng ta đã cùng giao lưu với nhau, nắm tay, trò chuyện với nhau, nghe người thân góp ý để chúng ta có thể đưa ra quyết định từ trái tim của mình các bạn nhé. Hãy quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi. Mừng quá. Chậm vậy. Mà tôi lo quá. Thấy anh được không? Dạ được. Được lắm luôn á. Dạ, anh hiền. Anh hiền đó. Dạ. Rồi, cùng bạn gái nụ hôn đầu tiên đi. Con xin phép cầu với hai gì? Dễ thương chưa? Và để tay đàng hoàng luôn, đừng đỡ cái má lên nè, đỡ cái má lên hôn đàng hoàng. Đứng tới đây này. Đúng rồi đó, vậy đó. Đó nhẹ nhàng nè. Cùng cả nhé. Nhẹ nhàng, để yên nguyên. Được không? Cùng được. Cũng được. Rồi nhìn nó cưng hết sức luôn. Rồi, chúc hai em hạnh phúc nha. Rồi, em chuyện nha. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Lệ Hạ, sinh năm 1990, quê ở Bình Thuận, hiện đang làm giúp sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở đâu em? Dạ, ở Gò Vấp ạ. Mình sống với ai em ơi? Dạ, hiện tại thì em đang ở trọ với em trai. Em bên chị sao em? Dạ, em dạy ở Gò Vấp, trường mầm non Tâm Toàn Cầu. Giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình ha. Điểm mạnh là những cái điểm mạnh của mình, hát hò, nhảy múa, nấu ăn, cái gì mà bé gì đó. Em thì hát được. Thích nấu ăn. Hát được hả? Hát cho chị vài câu nha. Dạ hiện tại thì đang em đang bị ho, đang đau họng quá chị. Một vài câu chị không có kêu hát nhiều. Chị kêu cái em quên mất không biết hát về gì nữa. Hát được. Được rồi, còn điểm mạnh gì nữa không? Dạ nấu ăn. Rồi con nè. Dạ chắc là rồi. Đấy là hay lắm đúng không? Có thể làm mấy cái đồ mà hen ép này kia để cho các bé chơi đúng không? À dạ cái đó thì em có thể làm được nhưng mà không có khéo tay lắm hả? Có thể làm được là hay rồi. Rồi điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là hơi bị tự ti á chị. Em đã từng ly hôn. Ly hôn rồi à? Dạ. Rồi mình có cháu nào không em? Dạ, dạ không chị. Em có đây 6 năm. Ly hôn cách đây 6 năm. Vậy là em lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? Dạ năm em 25 Rồi lý do thì sao mình ly hôn? Ủa mình cưới được bao lâu thì ly hôn em? Dạ tụi em sống với nhau được không ạ? Cưới nhau 6 tháng rồi là ly hôn rồi. Dạ.
Là về vấn đề mẹ chồng nàng dâu hay sao em? Dạ đúng rồi, vấn đề hai bên gia đình nữa. Nói chung là người lớn còn tại vì em là nhưng nghe lời mẹ quá cho nên là tụi em cũng dừng lại. Cái chị một cái chủ ý, cái chồng em lời mẹ là nghe lời như thế nào để nó có em coi ví dụ như người sau, ví dụ chị giới thiệu nó ở mức độ nào thì là em cảm thấy là không đó. Tại vì chồng em á, mẹ chồng em á kiểu là không ưng em. Xong rồi là muốn con của mình là dừng lại á, chồng em là nghe lời, trong khi đó là em đã năn nỉ chồng là nếu mà không ở được với ba mẹ thì thôi chồng dọn ra riêng để từ từ mà từ từ rồi thuyết phục hai bên gia đình sau, nhưng mà chồng em không có đồng ý. Đó là chắc là anh phải với em phải dừng lại để anh về sống với ba mẹ anh, báo hiếu cho ba mẹ anh. Ủa nhưng mà lý do tại sao lại không ưa em á em? Dạ tại vì em thì em không có làm được nghề nông á, mà mẹ chồng em thì muốn con dâu là phải làm nông. Đạt mà hồi trước ấy, khi mà em tìm hiểu thì em có biết cái điều đó không á? Dạ không, lúc mà tìm hiểu thì chồng em nói là anh chỉ cần một người biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa để phụ má anh làm việc thôi. Khi cưới nhau giờ rồi xong là ba chồng mới nói là không lẽ giờ má chồng con ra làm ở ngoài ruộng mà con ở trong nhà thì cũng khó coi quá. Thôi con ra con phụ má được gì thì phụ. Mà tại vì từ nhỏ tới lớn là em không có làm nông được. Xong rồi bắt đầu mẹ chồng càng ngày càng thấy không hợp, không thích nữa. Rồi kiếm chuyện này kiếm chuyện nọ đủ thứ hết. Vậy là sau 6 tháng là chia tay luôn. Dạ. Là em quen bao lâu mà em tiến đến kết hôn vậy? Dạ chắc tầm 5-6 tháng đó chị. Trời ơi. Ok. Rồi, ly hôn 5 năm qua, 6 năm qua chứ, thì em có tìm ai yêu thêm ai không? Dạ, cũng có một người. Xong rồi người ta kiểu người ta cũng thấy em ly hôn rồi á. Người ta cũng không có thích lắm. Gia đình người ta cũng dạng khó khăn á, là không muốn con trai người ta lấy gái đã có chồng rồi. Nên là thôi, tụi em cũng thôi luôn. À giờ em không quen ai hết. Lâu. Em quen người sau á được bao lâu? À quen được 2 năm. Lúc đó là em mới lên Sài Gòn á, là em quen bạn đó. Được 2 năm mà chỉ cho như vậy thôi rồi em dừng. Đó dừng. Dạ tại vì cái lúc đó là người ta nói là gia đình anh thì hồi trước tới giờ là không có ly dị hết. Bây giờ anh mà cưới em thì em đã đám cưới một lần rồi, không biết là gia đình em có tổ chức đám cưới cho em hay không. Rồi nói những cái câu mà làm cho mình bị tự ti á chị. Xong rồi là nên thôi em dừng lại. Và bạn đó cũng có người khác, chắc là bạn đó có người khác nên bạn đó kiếm chuyện. Là sau khi chia tay mới biết bạn có bạn khác hả? Dạ đúng rồi. Sau khi chia tay thì bạn đó quen cái bạn làm chung công ty luôn. Rồi hình như hai bạn bây giờ là đã kết hôn rồi. Ok. Rồi bây giờ mình muốn mẫu người như thế nào à, Hạ ơi? Dạ. Một người đàn ông trước mắt thì cao hơn em, có nghề nghiệp ổn định, đủ đảm bảo để cuộc sống của vợ con. Năm người em rồi định là ổn định là thu nhập bao nhiêu, em cho chị cái mức luôn đi ha. Nếu mà đàn ông mà sống ở Sài Gòn thì chắc là phải tầm trên 10 triệu. Rồi, cao thì sao, em nói cao hơn em là cao bao nhiêu được? Cao hơn em thì tầm 1m7. Em sống
Dạ em cao 1m6. Rồi, 10 triệu trở lên thì đủ đúng không? Rồi. Rồi. Vậy là diễn tả cho chị một xíu ha, để chị nhìn bằng mắt thường nè, là chị thấy được là cái anh đó là ảnh phù hợp với em, ví dụ như là tóc, tai, mặt, mũi, miệng, tay chân, da, tóc đồ. Dạ cái đó thì em dễ tính, nếu mà mình chuyện tóc tai mình có thể thay đổi được, em cũng không quan trọng mấy cái chuyện đó. Chủ yếu là tấm lòng người ta như thế nào thôi à. Ok chị, hậu chị sẽ, nhưng mà em cũng phải nói là người đó mập hoặc ốm hay như thế nào đó chứ, mà ví dụ dạ mập hay ốm ha, em thích là vừa vừa mập mẫm mỉm là được rồi, không ốm quá cũng không mập quá. Em rồi có cái gu nào nhất định không em, ví dụ như anh Quyền Linh hay là anh Bình Minh hay là ai chẳng hạn, để chị nhìn vô chị còn biết cái gu em là gì, chứ mà bây giờ em cứ nói chung chung thì chị chẳng là gì, chị ghét ai cũng được, cũng kỳ ha. Dạ anh Quyền Linh cũng được, mọi người đàn ông của gia đình. Rồi nghề nghiệp nghề miễn sao là trên 10 triệu thì chị ok rồi, tuổi thì sao em ơi? Bạn tuổi thì hơn tuổi của em, hơn từ 2 tuổi là được không? Gọi nhỏ hơn em được không? Nhỏ hơn em thì em sợ người ta không chịu em thôi chứ. Không, chút đi nè, chứ chị không hỏi người ta đâu. Chị ta giờ sẽ dạ. Cách nói nhỏ hơn cũng được, nhưng mà nhỏ ít thôi, tầm 1 tuổi đến 2 tuổi thôi. Tại vì phụ nữ mình sau này sẽ già hơn đàn ông nhiều lắm. À, cái anh đó anh cũng ly dị như em vậy, em con thì em ok không? Nếu mà ly hôn rồi đã có con rồi hả chị? Ừ. Nếu với điều kiện là anh đó ảnh tốt chứ không phải là em sợ là những người ly hôn rồi á là có vấn đề giống như kiểu chồng của em, nên em không có niềm tin nhiều. Đó, ly hôn là ly hôn do không hợp nhau chứ không phải là gì. Ly hôn về vấn đề là nghe lời mẹ giống như chồng em đúng không? À đúng rồi. Rồi.